Lúc này thì băng vào đến từ bên phía của đội tuyển Frankfurt và họ lấy được thêm một điểm bàn của Endgame. Một tình huống có thể Endgame ngay đến từ bên phía của Frankfurt. Này lưu đá trẻ mặt vào Biozun và đó là bá phi tiêu. Ui, còn phải thề luôn quả bá phi tiêu này ạ. Đây là một quả rõ ràng là Endgame được. Một tình huống Endgame rõ ràng của bắn quá tốt của Du Xiang. Này lưu băng vào khép gấp được trợ thủ của đối phương. Và một tình huống dồn nam là rất nhanh. Sau đó quay trở về để hỗ trợ nhưng mà không động được nổi vào cậu Cai. Kìa cậu Cai kìa, má quả báo phi tiêu kìa. Má quả báo phi tiêu thề. Tất nhiên là chất tướng trận này của bên phía Frankfurt là hơi khó cản. Nhưng mà phải công nhận là nó tung được quả báo phi tiêu nhìn trông nó mát mặt. Vào khép gấp đến từ Biểu Gian. Kawai thấp máu, Kawai bị hủy diệt bất giác bóng bay từ Biểu Kawai. Kawai lên từ bị cầu băng xương. Kawai solo kill. Đây là pha chiếu mà Hayate tiếp tục là bá phi tiêu mắc mình. Thề luôn, cậu Cai trận này tung bá phi tiêu không thể nào cản được. Ui, cậu Cai cân hết luôn ạ. Ui, hai góc bên BMG đều hay. Cả góc của Cai, cả góc của Kawai đều hay. Đây là một quả hay ở cả hai góc luôn anh em ơi. Nhìn cả hai góc bên BMG đều gọi là outplay hết anh em. Góc bên này là 2 đánh 3, góc bên kia là 1-1, BMG đều thắng. Mà mình chả làm gì cả, tôi chỉ ngắm như một người đàn ông khỏe mạnh. Như đây là pha bắt vào đến từ bên phía Frankfurt ở trong tình huống này. Họ lấy được đi cái pháp trận thần kỳ đến từ bia Jun và lấy đi điểm vào gục của Jun. Thế vào đó nữa thì Nailin phải nằm lại 2 điểm vào gục dành cho Frankfurt, nhưng Nailin phải nằm lại điểm đường thứ hai. Thêm một lần nữa Nailin phải nằm lại. Du Xiang tốc biến lao lên đuổi theo Yan Yan nhưng gặp phải bá phi tiêu của cầu gai. Ủa. Vâng, và ăn ngay quả bá phi tiêu mà vô cùng dinh dưỡng vào mồm. Cậu Cai còn lại vào thế ấy, anh em ơi. Chùm bão phi tiêu này bắt Trung Hòa. Má cậu Cai kìa, cứ bão phi tiêu cậu dã vào đầu. Má toàn bão phi tiêu full dinh dưỡng luôn đến được cậu Cai. Mắc binh. Hai cái bão phi tiêu full rồi đấy các bạn. Một tình huống thi đấu mà các thành viên đến từ bên phía của BMG lao vào là khá mãnh liệt. Và 2 đổi 2 là kết quả cuối cùng ở trong pha thiếu vừa rồi. Con mẹ anh Jun ơi. Chiêu cuối được quả này là lụm nguyên hai mạng rồi. Một tình huống xử lý hơi tệ. Một tình huống xử lý hơi tệ đến từ cậu Jun. Trong khi đó thì thằng Cai là nó bão phi tiêu hay thế nhở. Ulti đâu anh Jun ơi. Quả vừa rồi mà ulti là lãi lớn rồi. Là bước ngoặt của trận đấu rồi. Ui solo kill, solo kill, solo kill. Mày nãy mày solo kill ai? Nãy mày solo kill ai thằng Nai Liu? Mày hai thằng bằng tuổi nhau mà mày solo kill tao trước bản dân thiên hạ. Tao với mày cùng cân cùng lạng, tao mày cùng thần đồng cùng bằng tuổi. Mày solo kill tao, mày solo kill tao, mày solo kill tao. Vớ va vớ vẩn. Tình huống mẹ mày flash quất mẹ mày lao vào trả thù ghê vậy. Ui. Một tình huống mẹ mày băng vào trả thù cho bạn gớm vậy. Gớm. Một tình huống phản công mẫu mực đến từ Frankfurt và đến từ anh Liu. Không, nó chỉ là 2 đổi 2 thôi. Ui, băng vào. Và đó là pha băng vào đến từ Biểu Gian Gian. Không, chỉ đó là Gian thôi. Một tình huống phản công đến từ Gian Gian. Gian Gian bị hủy diệt trong pha thiếu này. Bọc sau đến từ Biểu Kawai. Kawai. Kawai phải nằm lại. 4 đánh 2. À nhầm, 4 đánh 3. Một tình huống thi đấu mà các thành viên đến từ phía BMG đã lao ra phòng thủ và họ mất đi 2 người. Và đó là Yan Yan và Kawai. Lúc này thì băng vào đến từ bên phía của đội tuyển Frankfurt và họ lấy được thêm một điểm bàn của Endgame. Một tình huống có thể Endgame ngay đến từ bên phía của Frankfurt. Này lưu đá trẻ mặt vào Biểu Jun và đó là bá phi tiêu. Ui, còn phải thề luôn quả bá phi tiêu này ạ. Tôi thề luôn. Đây là một quả rõ ràng là Endgame được. Một tình huống Endgame rõ ràng của bắn quá tốt của Du Xiang. Nailiu băng vào khép góc được trợ thủ của đối phương. Và một tình huống dồn nam là rất nhanh.
sau đó quay trở về để hỗ trợ nhưng mà không động được nổi vào cậu Kai kìa, cậu Kai kìa, má quả báo phi tiêu kìa. Nhưng mà phải công nhận là nó tung được quả báo phi tiêu nhìn trông nó cũng mát mặt. Thương khung kiếm báo phi tiêu kìa, dã man thật. Wombo combo thương khung kiếm báo phi tiêu. Nếu như anh em cảm nhận là đội hình của đối phương không có khống chế các bạn nhá, chúng ta cùng nhau đến với pha thi đấu quan trọng và có lẽ là định đoạt của trận thi đấu này. Phút thi đấu thứ 18:45, băng vào rất đẹp đến từ phía Jun. Sau đó là một cú ép góc vào của Yan chưa tìm được Jusek ở tuyến sau. Thì Yan đã bắt được video Nain rồi, Nain phải nằm lại thêm một cái giáp bảo mình, nó phải nằm lại đến từ video Yan. Yan có 3 mạng nhưng anh ta cũng đã nằm lại. Yan thì sao, mất đi giáp bảo mệnh nhưng anh ta vẫn đang tăng được khá lâu. 2-1 đến từ bên phía của đội tuyển, đó là Flagwood. Sẽ ra đang được khởi động khá nhanh đến từ bên phía của Flagwood, nhưng băng và đến từ Jun đuổi được tất cả các thành viên của đối phương lùi ra. Băng vào khép góc đến từ video Yan. Kawai thấp máu, Kawai bị hủy diệt, bắt giáp bộ mạnh đến từ video Kawai. Kawai lên tới bình cầu băng xương. Kawai solo kill. Người ta mua bán đồ nó phải xử lý được như vậy. Tức là trong cái lúc mà người ta mua bán đồ ấy các bạn, người ta phải xử lý được như vậy. Chứ còn mua bán đồ mà anh em không xử lý được kỹ năng thì hỏng. Băng xương rất đẹp đến từ Kawai. Liềm cũng là rất đẹp. Sau đó là một nhịp chọc phải nói là đủ hay. Ua Mạc Bình. Trong khi đó thì chúng ta nhìn về cái góc, nhìn góc chính, góc chính diện của bản đồ để xem là cái pha chính diện thì sao. Chúng ta bỏ qua pha 1v1 này đi, chúng ta cùng nhau đến với cái pha chính diện này. Tôi cứ tưởng là quả này, thật ra quả này là, đây là quả này là tôi được xem này, thì tôi cứ tưởng quả này là Flagwood sẽ win cơ các bạn. Tôi cứ tưởng là Flagwood sẽ win cơ. Nhưng đây là pha thi đấu mà 2AT tiếp tục là bã phi tiêu Mạc Bình. Thề luôn, cậu Kai trận này tung bã phi tiêu không thằng nào cản được. Ui, cậu Kai cân hết luôn mà. Ui, hai góc bên BMC đều hay, cả góc của Kai, cả góc của Kawai đều hay. Đây là một quả hay ở cả hai góc luôn anh em ơi. Nhìn cả hai góc bên BMC đều gọi là đều là outplay hết anh em. Góc bên này là 2 đánh 3, góc bên kia, góc bên này là 2 đánh 3, góc bên kia là 1v1, BMC đều thắng. Quả vừa rồi thì có thêm một tí sự bổ sung đến từ Nein sau khi mà ra. Nhưng mà nói thật luôn là quả đấy Nein hỗ trợ không được quá nhiều. Nói gì thì nói chứ quả vừa rồi vẫn phải tính là bên phía BMC đánh hay hơn. Mà cũng một phần nữa đấy là bên phía ở BMC trận này ấy, cũng phải nói một phần nữa là BMC quả này là có quả 2AT không chịu hiệu ứng anh em ạ. Bên BMG có quả gọi là không chịu hiệu ứng anh em ạ. Hai một gỡ lại được một game.